Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm bánh bông lan hình con sò. Bánh này mình ăn hương vị tương tự như là bánh thuẫn vậy đó, và thơm của mùi bơ nữa. Cách làm thì rất là nhanh và đơn giản. Và bí quyết pha bột làm sao khi mình nướng bánh á, bánh nó sẽ nở phình lên, nhìn rất là ngon luôn. Bánh nướng vàng, bên trên thì nở phình lên, nhìn rất là hấp dẫn. Bên trong thì ruột xốp ngon, rất là thơm luôn. Bây giờ mình bắt đầu vào làm nha. Đầu tiên là mình cho 3 cái trứng gà này vào cái tô này luôn nha. Luôn cả lòng trắng và lòng đỏ. Trứng gà mình để nhiệt độ phòng nha. Mình dùng trứng nhiệt độ phòng á, khi mình đánh thì nó nở nhanh hơn. Nếu không thì mình dùng trứng lạnh cũng được, nhưng khi đánh thì nó nổi lâu hơn. Mình cho vào đây 3/4 khắp đường, hoặc là 150g. Nếu mình ít ăn ngọt thì mình sẽ bớt lượng đường lại nha. Giờ mình đánh cho phần trứng này nổi lên. Có máy thì mình dùng máy đánh sẽ nổi nhanh hơn. Mình đánh với tốc độ là trung bình. Máy của mình cao nhất là số 10, mình đánh ngang số 5. Mình đánh cho đến khi nào thấy cái phần trứng này nó lên thành cái màu vàng lợt á. Cái màu vàng lợt hơi trắng và nó hơi đặc sệt lại. Thời gian đánh là khoảng chừng 5-7 phút. Rồi phần trứng với đường của mình đánh cho tới như vậy là được rồi nha. Khi mình nhấc lên mình thấy nó đặc sệt như vậy nè. Đó, vậy là được rồi đó. Như vậy là được rồi nha. Và mình cho vào đây vanilla, vani hoặc là vanilla, một muỗng cà phê vanilla mình cho vào đây cho nó thơm, rồi mình trộn lên cho nó đều. Tiếp theo là phần bột. Phần bột mình dùng hôm nay là bột mì, 1 cup bột mì hoặc là 130g, và một tí xíu muối, 1/4 muỗng cà phê muối, và bột nổi, tiếng Anh gọi là baking powder. Mình cho vào đây nửa muỗng cà phê bột nổi, rồi mình trộn cái phần bột này lên cho nó đều. Tiếp tục là mình rây cái phần bột này vào trong cái phần trứng này luôn. Mình chia phần bột này ra 3 lần để mình rây. Mình rây lần một ít nó cho nó dễ. Để cho bánh nó mịn ngon, mình phải rây bột nha. Rồi mình trộn cái phần bột này lên cho nó đều. Mình dùng ở đây là một cây bơ. Trên đây họ có để số lượng để mình dễ dùng luôn nè. Từ 1 cho tới 8 muỗng canh á. Một cây này là nửa cup. Mình dùng hết cây bơ này luôn nha. Bơ mình cắt ra miếng nhỏ để mình hâm trong lò vi sóng á, cho nó tan chảy ra cho nó dễ. Sau khi mình hâm tan chảy ra thì mình khuấy lên cho nó tan đều. Bơ thì hơi ấm ấm á, khi mình trộn vào trong bột thì nó mới dễ nha. Mình lấy một ít bột mình cho vào trong chén bơ này, khoảng chừng 2-3 muỗng canh vậy đó. Rồi mình trộn lên cho nó đều. Sau khi mình trộn đều rồi thì mình sẽ cho vào trong bột.
Mình làm như vậy trước á, khi mình trộn vào trong bột thì nó mới hòa tan vào trong bột, nó mới dễ. Rồi mình trộn như vậy là được rồi nha. Và mình cho vào một ít, chứ mình không có cho hết chén này nha. Mình cho khoảng chừng 1/3. Mình cho mỗi lần ít ít như vậy nè, mình trộn lên nó mới dễ, nó mới đều. Sau khi mình trộn phần bơ này đều rồi thì mình sẽ cho phần bột này vào trong tủ lạnh ngăn mát. Mình để lạnh ít nhất là 1 tiếng rồi mình mới đem nướng. Mình để lạnh như vậy khi mình nướng bánh đó, bánh nó mới nở phình lên. Và phần bột này mình để cho tới 3 ngày trong tủ lạnh ngăn mát để mình dùng vẫn được. Bơ mình hòa cho nó tan chảy rồi mình thoa lên khuôn. Khuôn này là khuôn chống dính, nhưng mà để cho chắc mình cũng thoa luôn cho bánh nó đừng có dính. Phần bột này mình để trong tủ lạnh ngăn mát 24 tiếng. Nếu mình không có thời gian mình để 1-2 tiếng cũng được. Nếu cho chắc thì mình để 24 tiếng, thì bột nó lạnh lên khi mình nướng bánh, bánh nó mới nở phồng lên. Mình dùng cái cây múc kem á, mình múc cho nó dễ. Và đây phần bột của mình để tủ lạnh á, nó dẻo đặt lại như vậy đó. Mình múc khoảng chừng 1/3 muỗng. Đây là muỗng múc kem loại to, cho nên mình múc khoảng chừng 1/3 thôi. Nếu muỗng nhỏ thì mình múc 1 muỗng. Mình cho vào ngay giữa khuôn. Và mình không có làm gì hết, mình để yên một cục như vậy ngay giữa. Một chút mình nướng á, thì tự nó tan chảy ra, thì bánh nó mới đều đẹp ngon. Khoảng chừng 1/3 muỗng mình cho vào ngay giữa khuôn. Mình lấy khoảng chừng 1/3 muỗng và cứ tiếp tục như vậy mình làm cho hết khuôn này luôn nha. Phần bột hôm nay mình làm ra là được 2 khuôn này á, mỗi khuôn là 12 cái. Mình làm ra được 2 khuôn này là 24 cái. Sau khi mình cho hết vào trong khuôn thì mình đem nướng. Mình nướng với nhiệt độ là 350 độ F, là khoảng chừng 175 độ C. Mình nướng trong vòng 8 phút. Và lúc đó bánh nó vàng xung quanh. Mình thử ghim chiếc đũa vào ngay giữa bánh. Mình thấy không có dính bột là bánh nó chín. Và đây phần bánh của mình đã nướng xong. Bánh vàng nở phình to lên, nhìn rất là hấp dẫn. Rất là ngon luôn. Bánh mình để nguội một chút, dài 2-3 phút thì mình sẽ lấy bánh ra. Bánh lấy ra rất là dễ luôn. Mình chỉ cần đẩy cái cây lên là bánh nó sẽ chóc ra. Vì khuôn này là khuôn chống dính á, với mình tha bơ nữa đó, cho nên lấy ra rất là dễ luôn. Bánh nướng vàng rất là ngon luôn. Ở đây phần bánh nó nở phình lên ở trên nè. Đó là mình để phần bột trong tủ lạnh ngăn mát á. Khi mình nướng thì bánh nó mới nở phình lên. Rất là ngon luôn.
Nếu mình không có thời gian để trong tủ lạnh á, mình nướng bánh liền cũng được. Nhưng bánh sẽ không có nở to lên như vậy nha. Bánh vàng nở to rất là ngon. Bánh vàng nhìn hấp dẫn quá. Giờ mình lấy cái mình ăn thử nha. Rất là thơm luôn. Phần bánh thì nở to lên, nhìn rất là hấp dẫn. Giờ mình bẻ ra mình ăn thử nha. Bánh xốp đặc ruột nhìn rất là ngon luôn. Giờ mình ăn thử nha. Bánh mềm rất là thơm, thơm của mùi bơ. Trứng thì không có tanh, vị ngọt thì vừa phải, ăn rất là ngon. Anh chị và các bạn hãy làm ăn thử nha. Cách làm thì rất là nhanh, gọn, lẹ. Jenny chúc thành công. Vậy là món bánh bông lan hình con sò đến đây Jenny chia sẻ đã xong. Anh chị và các bạn thích video này, xin vui lòng bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ công thức video này cho bạn bè và gia đình cùng xem. Jenny cảm ơn rất là nhiều. Giờ xin chào tạm biệt và hẹn trong video lần sau nhé.